em lâu nay ra sao? Đang làm project nào? Tôi nhìn em trông gầy hơn trước đây. Em cứ thắc mắc mãi, sao tới tận giờ này có chẳng đây sao mà con chưa thấy? Bởi vì corona chính là nó, corona. Mà trong khi ta vẫn đang chờ đón từng ngày đó, đến khi nào corona mới hết? Đến khi nào ta mới có culture day? Thế giới bị phá hoại để bảo vệ căn trời đây của ta là em. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật chính nghĩa. Đây là ai và ngây ngất lòng người. Lần đầu tiên tại ta là nét. Căn trời đây 2020 siêu chất đang chờ đợi chúng ta. Từ Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ. Đất hơn, ở trái hơn.